Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Chiếc Áo Len. Năm nay mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, làng Thảy Hòa có chiếc áo len màu vàng rất đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội. Khi có gió lạnh hoặc mưa lất phất, làng mặc thử ấm ơi là ấm. Đêm ấy em nói với mẹ là em muốn có một chiếc áo len như của bạn Hòa. Mẹ nghe vậy, mẹ đang định mua áo ấm cho hai anh em Tuấn và Lan. Thấy con gái nói vậy, mẹ bối rối. Cái áo của Hòa đắt bằng tiền cả hai cái áo của anh em con đấy. Là nghe thế phụng phịu. Nhưng con chỉ muốn có một chiếc áo như thế thôi. Làng dỗi mẹ, nằm ngay ra, em giả vờ ngủ. Thế rồi một lúc sau, bỗng em nghe tiếng anh Tuấn thì thào với mẹ. Mẹ ơi, mẹ dành hết tiền mua cái áo ấy cho em Lan đi. Còn không cần thêm áo đâu mẹ à. Giọng mẹ trầm xuống. Năm nay trời lạnh lắm, còn không mặc áo ấm, còn sẽ ốm mất. Tuấn nói với mẹ, con khỏe lắm mẹ ạ, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong. Tiếng mẹ âu yếm, để mẹ nghỉ đã, con ngủ đi. Thế rồi nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp. Làng ân hận về lời nói của mình. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh Tuấn, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ. Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ con không thích mặc chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em con mẹ nhé. Câu chuyện Chiếc Áo Len của cô đến đây đã hết rồi. Các con nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học mới từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.